đứng là từ từ. Làm đứng đi, làm đứng cỡ nào. Rồi đứng dậy. Bảy mấy rồi. Bảy mấy rồi. Nó lớn rồi. Đó là đằng nay. Rồi. Nhờ gì con giảng ở đây. Đầy chỗ. Chỗ rất là không. Thế rồi. Dành hồ á. Bị đau luôn. Bị lâu chưa? Dạ cũng đau rồi. Rồi bây giờ nó đau sao? Giờ khung xuống thì đau dữ. Rồi lại khung thứ coi. Đứng dậy. Đứng dậy rồi khung xuống coi. Khung thì đau ai đâu. Đứng dậy khung thứ coi. Đứng rồi khung khung rồi. Vậy mà khó chịu vậy đó. Đứng dậy, đứng dậy thẳng coi. Đây, đây đứng dậy cứng luôn đó. Không có đổ gì. Rồi ngồi xuống đi, ngồi khó chịu. Bây giờ, ví dụ mình ngồi xuống đứng dậy liền được không? Đứng là từ từ. Làm đứng đi, làm đứng cỡ nào. Rồi đứng dậy. Bảy mấy rồi. Bảy mấy rồi. Làm hồ á, cúi xuống đi bảy mấy. Không, nó đùa thôi, ông đặt này chắc là đùa quá. Đấy, bà mấy mươi có cái... Ông là dân Ninh Bình phải không? Dạ. Nó mà thật thà quá. Ông phải cho lên Hà Nội ở thời gian cũng được. Không phải ta chọc mà ông, dân dân miền núi này này kia. Ông phải thật thà quá. À, vậy là bị là ban đầu sao nói thử coi. Lúc đầu thì bị làm hồ á. Ừ. Đương làm buổi sáng thì á, cái làm bài á, tự nhiên cái khung xuống liền cái mới khung. Dạ. Đấy, có chụp phim chưa? Dạ, chụp mà không có. Không có đem theo. Dạ. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là bị thoái hóa cuộc sống. Không, cái đó là thoát vì địa điểm chứ không có thoái hóa được. Ông đi xuống là cái cọc cái là cái nó bị lệch cái cuộc sống liền mới đi vậy. Bây giờ ông chạy được không? Dạ. Chạy được không? Đánh thì cho ông đi thử coi. Đi đi nhanh tối đa coi. Mà tải gì đâu. Mà tải gì đâu. Đi không thể là đi nổi coi. Bên bên này là bên bên mông này mông này vai rồi thôi qua đây à, lên vai luôn này vai này mông vẹo người rồi cứ quỳ vậy đi mông vẹo sang bên rồi co cái này lên thôi được rồi lên 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 từ chỗ này ok rồi rồi bỏ tay kia 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 lên 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 à cái này ngon hơn đúng không là bị cái này rồi ok. Vậy là bị cái tay này thì mình làm cái này đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. 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 Đúng rồi rồi bài này là gì của gì bạn gì ruột á à đấy gì ruột phải không rồi gì ruột mắc mối lên đây hả thấy bệnh thấy bệnh nó tội nghiệp phải không này phải chơi cú này mới được chơi mới sợ rồi. Rồi ta đi về con lên thử coi. Lên, lên, lên. Ồ! Oh! Hay ha. Cái này kêu đau nam chữa bắt. Nhưng mà nói thiệt mọi người nha, không phải đâu. Khi mà mình kéo cái tay này á, có nghĩa là mình chỉnh được cái cuộc sống của ông. Do đó mà mọi người thấy ông làm được là do cuộc sống cổ chứ không phải là do cái tay đâu. Thật ra hồi xưa ta nói đau nam chữa bắt là nói đùa cho vui thôi. Chứ cái chính là cái là này cái tay này rồi hôm nay có đi làm hồ được không? Nhưng mà đâu có làm nặng được phải không? Rồi ở Biên Hòa hay Đồng Nai? Ở Biên Hòa hay cái khác?
Biên Hòa là Đồng Nai á. Không phải. Tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Hai cái khác nhau. Tỉnh Đồng Nai. Ừ. Ông tôi hỏi là tôi ý chứ mình thật đây. Ông có phường nào? À, từ từ. Mẹ ông nói mẹ ông đi gạt tôi Trung Dũng là Trung Dũng ở đây, hôm nay sao? Ông hôm nay Trung Dũng. Nói là khóm 2 phường Trung Dũng. À, khóm 2 phường Trung Dũng. Rồi. Chứ còn hôm nay khác nha cha. Được rồi. Hả? Dạ sư. Dạ. Ở đây sư. Ở đây sư. Rồi, rồi, dân ca sao lửa. Là cái mai phường Trung. Dạ, làm chùa. Nhà gần chùa. Nhà gần chùa. Cái này nói có vẻ khó vậy. Không phải đâu. Ông này đau quá là người tự như thế. Đừng có. Ai biểu gượng. Vô vô vô. Vô vô vô. Rồi, giờ nào vậy? Trần cái khớp vai đó gì không biết. À, rồi nằm xuống. Thế là khổ. Ngoài quay lại. Đâu quay đi, đâu quay đi. Quay quay lại, quay lại. Quay lại. Nằm ngửa. Tính như dưới quần lên. À, bỏ xuống ra đi. Xuống, xuống nào, bỏ ra. Rồi nhấc mông lên. Úp. Được. Rồi. Đây nhấc mông lên. Đúng á. Đúng rồi. Nằm đi là nhấc lên. Đó. Vậy rồi nằm im. Rồi. Rồi bác sĩ nói không bị cái đút sấm máy không biết không? Không nè. Mọi người biết nha là ở Biên Hòa đó mà hãy nói là dân là điên hùng, là dân dữ dằn lắm, mà hãy đã là dân ga xe lửa là không người nào hiền á. Nhưng mà thấy ông này ông hiền mà sao thấy đau quá rồi. Đau quá rồi. Đau quá khờ luôn. Đau mà điếc mà khờ luôn á. Cảm giác sao? Xuyên sống gì rớt rớt gì nó dậy mẹ ra hết rồi. Quay quay người qua đây. Tiền nước, tiền nước. Rồi. Bỏ cho chuyện qua đây. Xích ra đây tí xíu. Đó, ok. Nằm im nha. Và mềm người ra, đừng thêm gồng. Mềm ra đó, mềm ra, mềm ra. Rồi, quay vào đây. Đúng rồi, bỏ chân ra đây. Rồi, nằm thẳng lại. Rồi, rồi anh cảm giác cái lưng sao này? Để bớt rồi không? Rồi nhấc cái hòa lên. Bỏ vào đây. Dạ, 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 dạ. Cái cú này là mọi người là khi mình làm á, là mình đè cái người ông này nè. Có đau không? Không đau đứng đây. Rồi. Tình hình thấy sao? Bé rồi em. Rồi, anh quay đầu qua đi. Thông thường là mấy cái cột sống lưng á, mình quay lại đi. Là mình chỉnh cái cột sống lưng á, thì mọi người nhớ cái bài... Cái chân đi. Nhớ cái bài ngủ bội tâm tinh nha, nằm xuống. Thấy không? Xích ngoài đi. Rồi, được rồi. Nè. Cái này là mình nắm thêm mình về phải không? Giật cho cái xương sống cho nó giãn ra. Rồi lấy cái đây.
đứng đứng dòng mềm ra đó, thấy tao cái cười cái, tao cái cười cái. Mà giữa lưng á, giữa chân rồi đó thì mình đừng có bao giờ quên bấm của tâm tinh. Ví dụ giữa cổ thì không sao, nhưng mà khi mà bấm giữa lưng á, thì mình bấm của quay tâm tinh nó rất là hiệu quả. Ông này á, là bấm cái này xong rồi chạy liền hay gì đó, vì cái lưng nó ổn định lên rồi. Nhưng ông này cũng chịu đòn giỏi lắm, không đau mình quay đầu lại nói như là tưởng thiệt không. Đâu đó là hai chạy đi mà phải rồi. Ok. Cái lưng anh là hết bệnh rồi. Thành ra bây giờ anh không có gì mà phải ngần ngại, phải có chuyện gì trong dịch vụ. Anh cứ cúi thoải mái đi. Rồi, cúi xuống thoải mái. Tấp, 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 tấp. Rồi, vậy. Đã. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì nè, giờ ông chạy cho tôi đi. Chạy. Mà đây, chạy. Chạy, chạy đi, chạy đi. Đó, rồi. Chạy nhanh. Chạy lên. Nhanh lên. Nhấc chân cao, nhấc chân cao. Rồi bây giờ sao? Bây giờ cái lưng sao rồi? Khỏe nhiều rồi ha. Bây giờ lưng đầu cuối hết đau rồi phải không? Thử đứng lên ngồi xuống, Xích qua chút, xích lên chút này rồi đó rồi. Ngồi xuống đứng dậy thoải mái đó rồi. Ngồi trong hộp đi, ngồi trong hộp đi. Đấy, ngon thành rồi. Hồi nãy là khó phải không? Ông phải ông này ông trong chùa ông cứ hiểu rồi. Ở trong chùa bước chân rồi lại rồi đó. Ok. Rồi ok. Ok rồi, nha. Hết rồi. Tao bắt tay cái cảm ơn. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.